Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel Minh Hạnh TV, kênh chia sẻ thông tin từ khắp nơi trên thế giới. Làm gì khi bị chó dữ tấn công? Hiện nay, việc bị chó nuôi hung dữ tấn công là điều không hiếm. Đã có một vài vụ thương tâm xảy ra, nhưng để đối phó với các đối tượng hung dữ này thì không phải ai cũng biết. Nếu bị chó cỏ hay chó thường tấn công, cách mà bạn có thể làm là phải hù lại chúng một cách mạnh mẽ nhất để chúng sợ mà quay đầu. Còn những loại chó hung tợn như Pitbull, cách tốt nhất mà bạn nên làm là hãy tóm chặt phần cổ để khống chế. Với cơ thể mỏng manh, dễ bị tổn thương như cơ thể người, vẫn có một vài bộ phận cứng cáp để khống chế lại những con vật hung dữ này như cùi chỏ, đầu gối, gót chân, cuối cùng là cả cơ thể bạn. Với sức nặng từ cơ thể của bạn cũng giúp vô hiệu hóa con vật hung dữ này. Điểm yếu của tất cả loài chó dữ đều nằm ở phần cổ và phần mõm. Phía trên mõm chó là phần mũi, hãy đánh thật mạnh vào phần sống mũi của chó sẽ khiến nó bị ngạt và sẽ tự bỏ chạy thoát thân. Đối với những người như phụ nữ, người già và trẻ em, việc kháng cự là hoàn toàn bất khả kháng. Nhưng hãy bình tĩnh bảo vệ những phần trọng yếu của cơ thể như phần đầu và phần cổ. Cố gắng chọn đúng phần cổ chó, dùng tay bắt chặt và hô hoán chờ hàng xóm, người đi đường trợ giúp. Đây là những thông tin mình chia sẻ tới các bạn để giúp các bạn có cách xử lý khi không may gặp những tình huống mình vừa nêu trên. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.